Chào mừng anh chị đến với kênh Cờ Tướng Channel của Ngọc Lan, nơi chia sẻ video hay và chất lượng. Hôm nay em xin chia sẻ, anh chị, trận cờ hay, trận giao hữu của Lại Lý Huynh tại đấu trường Thiên Thiên Tượng Kỳ, trận này diễn ra tối qua, ngày 12 tháng 3 năm 2023, mời anh chị xem. Trận đầu tiên Lại Lý Huynh cầm đỏ đi tiên, thần 1.1 Trung Quốc, tự ngộ cầm đen đi hậu. Chúc anh chị xem cờ vui vẻ.
Duyên.
Chăng chuyên. Chăng chuyên. Chăng chuyên. Chăng chuyên. Chơi đến đây, sát cục, tự ngộ, buông cờ nhận thua. Mời anh chị xem ván thứ hai. Ván thứ hai này thần 1.1 Trung Quốc, Phạm Đức Cô cầm đỏ đi tiên, lại Lý Huynh cầm đen đi hậu. Mời anh chị xem.
将军。将军，将军。将军，chơi đến đây sát cục, Phạm Đức Cô buông cờ nhận thua, mời anh chị xem ván cuối. Lại Lý Huynh cầm đỏ đi tiên, thần 1.1 Trung Quốc, lấy nickname là Kiều, cầm đen đi hậu, mời anh chị xem.将军。将军。
将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。
将军。Chơi đến đây, mất xe, thần Trung Quốc, buông cờ nhận thua. Video của em đến đây đã kết thúc rồi, cảm ơn anh chị. Bỏ thời gian quý báu xem video của em, anh chị nhớ cho em xin một like, và đừng quên bấm đăng ký giúp em. Em xin cảm ơn anh chị, em xin chào anh chị ở đây, hẹn gặp anh chị ở video sau.